đó là cái đoạn này, đoạn đi qua Tennis này, đi San Pedro này, xin chưa. Công nhận là cái thằng kiến trúc sư thì đúng không ạ? Kiến trúc thành phố đặc biệt rất đẹp luôn á. Oh, cao quá không quay hết được. Quay đã thái rồi thôi. Thỉnh thoảng thì mình vẫn bắt gặp những cặp tình nhân đã đi vào phố này, tình nhân là kia. Giữa hai tòa nhà cao tầng có khoảng không. Còn cái đoạn đường kia thì thiên hạ còn đi đông đông chút. Cái nhà này gọi là nhà chi đây không biết.